Xin chào cả nhà. Lâu lắm rồi mình không gặp cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ cua cái trái sầu riêng mình mới mua nè. Để mình coi trái sầu riêng này vòng Malaysia. Không nhận nha. Ngon quá trời luôn. Mà sao mình biết cua đi ta? À, có người cua sẵn rồi. Mình chỉ mở ra thôi. Cả nhà, cùng với mình cua sầu riêng nha. Hôm nay mình sẽ làm một món. Đó là món tinh 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 tinh. Đây đấy nha, chè đậu xanh sầu riêng. Rồi bây giờ mình sẽ cua trái sầu riêng cho cả nhà coi nha, cả nhà đợi mình nhé. Chè này, wow, ngon quá cả nhà. Ngon chưa? Tuyệt vời vô cùng. Cả nhà nhìn đây nè. Wow. Ủa sao kỳ đây, nó không có muối nào. Ở đây nó có hạt muối. À, giờ nó thơm mà nó thơm nguyên cả nhà luôn. Ôi mẹ ơi. Nè. Nè. Không? Ngon xuất sắc luôn á. Tuyệt vời vô cùng. Nè cả nhà, thơm quá chừng thơm luôn á. Thơm một cách xuất sắc. Có nhiều khi mình mua trái sầu riêng á, mình ăn cũng được. Trái này ngon. Ây da, cho mày nó cũng còn nè. Oh my god, look at. Yeah. Ngon quá cả nhà ơi. Thơm quá. Nhìn là muốn ăn liền luôn á. Thơm. À, ngọt nữa. Và những cái muối sầu riêng đã quá nha. Xuất sắc. Ngọt quá. Thì hai con. Hai. Đó con gái của mình á. Đây cả nhà ơi. Đây, mình đang nấu đậu xanh nè. Nó sôi quá. Mình nhận nhỏ rồi đó nha cả nhà. Nè, mình sẽ có món đậu xanh sầu riêng. Con gái mình nó vậy, nó lấy nó xay hai nó bỏ đi rồi. Đây. Ngon lắm nha cả nhà. Nói chung là mình mới làm YouTube á, cho nên có nhiều cái á, mọi người nhớ góp ý mình nha. Là mình nên làm như cái gì, mình quay cái gì, về cuộc sống mỗi ngày của mình, là mình quay mình đi đâu, mình làm gì hả? Các bạn của mình quay cái gì á, các bạn inbox cho mình nha, mình sẽ làm cho các bạn. Đây nè. Ôi ôi, ngon vô cùng. Quá trời ngon đó nha. Xin mời cả nhà. Mình sẽ gặp hẹn các bạn trong các video tiếp theo nha. Hãy coi sau khi mình nấu chè xong mình sẽ làm cái gì. Ok. Mình sẽ gặp lại các bạn sau video tiếp theo. Chào cả nhà.